Thôi chính tình mình hơi mình đi. Trời ơi, đúng là thằng con gái mà mới gặp hỏi gì người ta cũng ngại. Thôi bây giờ hát hò văn nghệ nè, giao lưu chút cho nó vui đi. Hôm nay đến với chương trình này thì em cũng gửi tặng bạn chơi một ca khúc là Vì Yêu Anh Sẽ. Rồi, mời em. Xuân đang qua lại một năm nữa, bao lâu chưa được cầm tay ai. Nhìn người ta có đôi có cặp, còn riêng tôi đã bao mùa trắng với cô đơn. Anh không mong gì nhiều hơn có em baby. Muốn nắm lấy tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao, ngước lên trên trời cao là trái tim thật to, anh muốn vẽ lên bầu trời. Yêu em yêu. Hay quá. Rồi, núi bên kia phát lại đi. Núi bên này hứng hơi không có lại. Đúng mà để chọn. Nhớ nha, tao quăng cái gì hứng cái nấy nha. Tôi làm chứng rồi đó, núi bên này hứng thôi đó. Mời hai bạn bóc mỗi người một lá. Đọc lớn lên đi em. Bạn nữ đọc trước. Ngày hôm thưa chuyện với bố mẹ nhà gái, gia đình bạn gái đòi sính lễ 200 triệu đồng tương ứng với 4 cây vàng. Nhưng con rể tương lai lại chỉ có 100 triệu. Nếu bạn là con rể tương lai, bạn sẽ thuyết phục gì để bố mẹ, bạn gái? Em sẽ nói là bố với mẹ, vợ hãy cứ gả con gái cho con đi, cho con thiếu cái phần đó để sau này nói chung về là con sẽ kiếm nhiều hơn cái số đấy để chăm cho em được hạnh phúc, chứ không phải là chỉ là cái số tiền 200 hiện tại để lo cho em, để có thể đón được em về. Rồi bây giờ cái đó là câu hỏi chương trình, nhiều câu hỏi của tôi nè. Ví dụ trường hợp cụ thể mình, tại vì có nhiều ông bà cũng chơi ngặt lắm, nghĩa là cũng thích làm như vậy đó, đúng không? Người ta cũng có quyền mà, sinh con ra mang nặng đẻ đau mà gả con đi, sinh con gái là mất luôn, sinh con trai thì lời lắm, sinh con trai là nhà còn có thêm con dâu, mà sinh con gái ra là coi như nhà mất đứa con, đúng không? Nếu như thật sự già gái thì mình sẽ giới thiệu lớn to rõ để cho người đối diện có thể nghe được những thông tin của mình qua cửa trái tim này nha. Rồi em trai giới thiệu trước đi ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường và bạn nữ bên kia và cùng toàn thể khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Phong, năm nay em 30 tuổi. Và em tới từ cao nguyên Di Linh đầy nắng và gió và bạt ngàn những đồi cà phê xanh mướt. Và con người lên đây thì cũng rất hiếu khách và thân thiện. Công việc của em thì hiện tại thì cũng gắn liền với việc là canh tác cây cà phê và xuyên canh một số cây trái cây. Rồi xuống đây hôm nào, hồi nào? Em xuống đây từ chiều tối hôm qua. Vậy là công việc mình làm không có gò bó thời gian của mình đúng không? Dạ, nói chung là em làm chủ nên là cũng không có bị gò bó. Trời ơi, mình có bao nhiêu hectare? Hơn 3 hectare. Rồi mình có công nhân phụ mình không em? Công việc ấy thì những lúc nào mà cần người gọi là cắt tỉa cành hay gì ấy, thì em mới kêu thêm người, một hai người phụ thôi. Còn đâu mùa màng thì đến lúc thu hoạch ấy, thì cỡ khoảng 6-7 người. Trong vòng một tháng. Nhưng mà cái cà phê đó là nó quanh năm luôn hay là nó có mùa, nó theo vụ? Cà phê thì năm chỉ có một vụ với chị. Là vào cuối năm là vào khoảng tháng 11, tháng 12 đó. Thu hoạch xong là cũng đón Tết là vừa đó. Trời ơi, vậy sung sướng, cuộc sống nhàn hạ quá vậy, là đại gia phú núi rồi. Trời ơi, 30 tuổi, tuổi trẻ, tài cao quá. Rồi trên đó sống rồi, ba mẹ đâu, gia đình mình đâu? Ba em mất được khoảng gần 3 năm rồi. Giờ là em hiện tại là đang sinh sống cùng mẹ em. Có anh đông anh chị em không? Em thì nhà em được 5 anh chị em, thì hai anh chị lớn là đều đang ở ngoài Bắc. Còn hai anh chị với em là đang ở trong này, thì chỉ còn nhà chỉ còn mình em thôi. Nhà chưa lập gia đình thôi. Nhà mình em chưa lập gia đình thôi. Dạ. Nhưng mà mấy anh chị kia là có làm chung cái cà phê với em không? Hay là cái cà phê em làm mình? Cà phê em làm, cái đấy là của riêng em. Của riêng? Còn anh chị thì có phần làm riêng của anh chị. Trời ơi, mà nó mới 30 tuổi mà làm gì mà có 3 hectare trồng cà phê ghê quá vậy. Hôm nào chị lên tham quan nha. Dạ. Chị quay có gì hấp dẫn chị quay, chị phát YouTube chị nha. Dạ. Ừ, rồi. Rồi, chào em gái. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường ạ. Và chào bạn bên kia và toàn thể quý vị khán giả ở trường quay ạ. Em tên là Lê Thanh Thủy ạ. Lê Thanh Thủy. Dạ, em sinh năm 93 ạ. Em hiện tại là nhân viên kế toán và quê của em thì cũng gần giống như bạn bên kia, là cũng là một cao nguyên đầy nắng và gió. Wow, ở đâu nè? Dạ, có câu là đường Đắk Nông cong cong quẹo quẹo, gái Đắk Nông khó ghẹo nhưng dễ thương. Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Như vậy là cũng có một cái điểm phù hợp với nhau rồi ha. Chúng ta đều từ trên cao xuống dưới đầy đó. Rồi, vậy thì hiện tại em, ủa là cũng ở trên kia luôn, hiện giờ ở trên đó dạ, luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi xuống đây hồi nào? Dạ, em xuống hồi sáng nay ạ. Xuống sáng nay rồi chừng nào về? Dạ, cũng phải tùy thời cơ. Tùy thời cơ, nhưng mà nó nghe nè, ủa là rồi cuối cùng là Di Linh với Đắk Nông là cách xa bao nhiêu?
Nói chung cứ khoảng 90 cây. Trời ơi, gần xịt à, 90 cây đi không đa, chưa tới 2 tiếng hồ tới rồi phải không? Quá thuận tiện. À, quá thuận tiện. À, em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ em là con út ạ, gia đình có 4 anh chị em ạ. 4 anh chị em. Ủa nãy hôm nay cũng nói là bên đây 5 anh chị em, mà đây cũng út luôn đúng không? Đồng nhau nhiều thứ lắm, đều là út út trong nhà nè, khó thương nhờ út chịu, đều là hai người trên núi xuống nè. Quan trọng là một hồi hai người ở dưới có lên nắm tay nhau lên núi không á, đó mới là quan trọng nha. Rồi, thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh thì chắc là hiền lành, dễ thương, ít lo cho gia đình. Còn điểm yếu thì cũng nhiều, là em hơi khó tính, chắc là do kế toán mà, kỹ tính chi li một tí. Nói chung là nấu ăn thì hơi dở chút xíu. Dạ, nhưng mà cũng chịu khó nấu. Cũng chịu khó nấu, miễn chịu khó nấu là được rồi, từ từ mới cải thiện tay nghề. Ở nhà ba mẹ có hối thúc lấy chồng chưa? Cũng có. Cũng có. Rồi vậy còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì? Điểm mạnh của em ấy là em khá là hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm mọi người. Em là người khá là cầu tiến trong cuộc sống. Và em cũng biết nấu ăn. Điểm yếu của em ấy thì chắc là hơi nóng tính một chút, đôi khi hơi nhát trước đám đông. Vậy là lúc mà đám vắng là không có nhát đúng không? Đồng mới nhát thôi đúng không? Chắc vậy. Chắc vậy. Chàng trai phố núi mà ta nói đại gia trồng cà phê bạc ngàn vậy, lý do gì mà phải nhờ tới chương trình gặp tôi ta? Em nghĩ là chắc do một phần là chắc thân em quá đồng. Thân em quá đồng. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Thân em có cái gì ở trong mà quá độc? Là độc thân đó chị. Độc thân vô tình. Thôi chữ với tôi nữa. Nhưng mà hồi đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. 20 tuổi chưa trải qua mối tình nào? Dạ. Jin, Jin. Dạ. Sao vậy? Dạ, nói chung em nghĩ là một phần là do cái môi trường làm việc của em là canh tác cà phê, liên quan đến nông nghiệp, môi trường ít tiếp xúc với lại nhiều người, như vậy bạn nữ, như vậy một phần ở dưới em bây giờ đa phần là các bạn là từ 20 tuổi đổ lên đa phần là đi học và ở lại thành phố làm, nên là ít có thể quen được. Nhưng mà có lý nào rồi, ví dụ cà phê thì em cũng mới làm mấy năm sau này thôi, từ cái thời trẻ luôn tới giờ làm gì, 20 tới giờ mà tức không là có trước rồi. Thì cũng có một vài người thích em, nhưng mà em thì lại không có tình cảm đối với họ, chỉ xem họ giống như anh em bạn bè thôi, nên là. Nhưng mà em thích gái không? Chắc chắn thích chứ chị, thích thì em mới đăng ký chương trình này chứ. Trời, thiếu gì người ta đăng ký chương trình này, ta vẫn cần tìm người đồng giới mà. Em khẳng định chắc chắn là em thích con gái, chắc chắn là em thích con gái. Lấy gì mà để khẳng định, trong khi chưa có mối tình nào lấy gì khẳng định? Như chị cũng biết thì em ở dưới Lâm Đồng nên tới đây thì cũng khá là xa, nên chắc chắn là em xác định cần một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc, sẵn sàng bỏ công sức lên tới đây. Nên em nghĩ là chắc những điều đó là đã đủ để chứng minh là em không có vấn đề gì về bên giới tính. Thôi cứ tạm nghe vậy đi ha. Bây giờ thí dụ mình tìm được người ưng ý thì nguyện vọng của em là khi nào mình kết hôn? Và có phải rằng là cái người kết hôn với em là sẽ về Di Linh để cùng ở với em và chăm sóc cái 3 hecta cà phê đó đúng không? Dự định của em ấy, thì nếu mà được mà quen bạn ấy thì chắc cỡ khoảng 1 năm, nếu có thể sớm hơn cũng được. Nói chung là em thì bây giờ út mà lại còn mẹ em, nên là chắc là nếu như mà bạn nữ chọn em có tiến tới thì em nghĩ là chắc sẽ phải làm dâu, thì không biết là bạn nữ có phiền về cái việc phải làm dâu không? Ngoài cái yêu cầu đó ra là làm dâu ở trên Di Linh ra, em còn yêu cầu gì khác nữa không? Tiêu chuẩn gì khác để kiếm vợ nữa không? Để chị hỏi luôn một lượt cô bên này nè. Tiêu chuẩn của em thì là, tức là bạn nữ thì có cái bề ngoài nói chung là ưa nhìn, tính cách hòa đồng, là con người của gia đình ấy. Rồi, cứ tạm tới đó rồi nghiên cứu tiếp. Thế bên đây em sao? Về tình trường mình sao nè? Trước đây em có quen một mối tình kéo dài tới 3 năm. 3 năm. Sau này thì em cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cảm thấy không phù hợp, cho nên là không có đi đến đâu cả. Dạ. Mối tình kia 3 năm cũng dài quá mà sao chia tay vậy em? Do là anh ấy có người thứ ba, cho nên là em không thể chấp nhận được điều đó. Dạ. Rồi. Mình phát hiện ra là anh tự thú hay là bắt gặp tại trận hay là như thế nào? Dạ tình cờ thì em có phát hiện ra, thì cũng có một cuộc nói chuyện về với anh ấy để trao đổi về cái vấn đề đó để hai người có thể giải bày, nhưng mà thì không đi được kết quả thì nên là em quyết định rút lui ạ. Và anh đó vẫn tiếp tục với cái cô gái kia? Dạ. Chia tay bao lâu rồi cưng? Khoảng được hơn 5 năm. 5 năm rồi?
Dạ. Ờ, là cái chuyện nó cũng cũ qua lâu rồi đúng dạ. không? Vậy là 5 năm sau này mình cũng có cố gắng tìm kiếm nhưng mà chưa được. Dạ đúng ạ. Thế nãy giờ em nghe cái chia sẻ với cái tiêu chí của anh bên này như vậy thì em về vấn đề làm dâu thì em chia sẻ như thế nào? Có câu là yêu ai thì yêu cả công ty họ hàng ạ. Thì em nghĩ ba mẹ anh yêu thương anh thì cũng sẽ yêu thương người mà anh yêu thương thôi ạ. Ừ. Dạ, giống như em thì em nếu như mà em yêu thương anh á thì em cũng sẽ yêu thương cái người sinh ra anh, tôn trọng cái người đó. Dạ. Nên là em không ngại cái chuyện là làm dâu. Tiêu chuẩn của em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm, chia sẻ ngay cả công việc gia đình cũng như là công việc ngoài xã hội. Thì bạn nó phải là một người có thể có cho mình một cái bờ vai vững chắc. Có nghĩa là giờ em sẵn sàng lấy chồng ở xa đúng không? Rồi yeah. làm dâu. Nếu như một vùng sâu vùng xa quá thì cũng không thể xin là việc làm được chứ gì. Rồi giờ này ở đâu vùng sâu vùng xa, em ở Di Linh giờ em có xin việc làm cho vợ em được không? Quan điểm của em từ trước giờ là em làm cà phê thì từ trước giờ em vẫn làm được một mình nên cũng không cần thiết là lấy vợ về phải cho người vợ mình phải làm về bên cà phê. Tại vì đất nhà em cũng có đất mặt đường nên chắc sau này về dưới đấy thì em nghĩ là sẽ kinh tạo điều kiện gì cho đó không? Thí dụ ngoài cái việc mà làm kế toán thì em có nguyện vọng kinh doanh cái gì không? Ta có đất có nhà mặt đường cà phê là riêng. Hồi xưa giờ nhỏ lớn em có mong muốn mình kinh doanh cái gì không? Ngày xưa thì em cũng thích kinh doanh lắm, em thích mở nhà hàng á. Nhưng mà hồi trước em cũng có thử một lần mở một quán ăn vặt nhỏ nhỏ cho các bạn học sinh thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó là chưa đủ chín mùi, là em không có được thành công nên em quay lại cái nghề cũ của mình. Nhưng mà nếu có duyên thì có khi lại quay lại thì... Đúng rồi, thật ra là phi thương bất phú với là tuổi trẻ mà. Ừ, thất bại chung... là mẹ, thành công không được cái này để cái nào, ăn thua là mình có cái chí, mình có cái những cái suy nghĩ, hiểu không? Mình có những cái tương cái hướng mở ra, thử không được cái này cái khác chứ có gì đâu mà mất mát. Chung là đâu. bạn nữ bên kia thì thích kinh doanh thì cũng khá là giống em. Rồi biết đâu về hai chồng vẫn cà phê vẫn trồng tới mùa vẫn thu hoạch. Hai chồng mở công ty riêng hoặc mở cái cửa tiệm, cái cửa hàng, cái quán ăn, bất cứ một cái gì mình có thể tự làm nhưng cũng được. Thống nhất cái đó được không? Tất nhiên rồi. Ý em là vậy đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi, hợp lý. Đâu là có hình không để chị coi hình cả nhà. Rồi, một chàng trai, em có hình không? Đâu, đưa đây cho chị coi. Đây, một chàng trai rất lịch thiệp, lịch đẹp trai ở trong đó đó. Kiếm đi. Trời ơi, vậy ông nội ta sao kiếm được, trời ơi, trời. Thôi em ráng kiếm đi, chị chóng mặt quá. Vỗ chổng đó. Cái này có gợi ý gì không? Ảnh là dễ rồi, hình em mới khó kìa em ơi. Dạ, cho em là... Rồi sao chọn anh đó hay vậy? Tại do là dựa theo cái độ tuổi ạ. Nào cũng như nhau hết. Em chỉ có thể dựa theo độ tuổi thôi. Có nghĩa là thích anh đó đúng không? Rồi bên đây chọn ra được không? Tôi chọn ra được cũng khen tài luôn. Em chọn cô này, còn trong cái hình này thì em lại không. Còn cô này. Đây, đây. Xuất sắc quá gì. Có điểm rồi, có điểm rồi. Xin mời hai bạn nhìn. Trời ơi hay quá, cái hình khó vậy mà cũng nhận ra được. Trời ơi tài quá vậy trời. Sao mà em có thể chọn ra được cái cô đó? Anh có món quà. Có. Anh có một chút gọi là đặc sản ở vùng cao nguyên Di Linh là cà phê. Em ta gửi tặng đến hai bác. À, anh hy vọng là cái cao nguyên Di Linh thì nó sẽ có một vị khác với bên Đắk Nông của em. Hay quá. Còn em quá. Cũng có một chút quà gửi đến rồi, chị. Rồi ok, cảm ơn em nha. Rồi cà phê ha. Ok, cảm ơn nhiều. Đường khó đi chưa hẳn là đường cụt, đường đẹp đẽ chưa hẳn đã an toàn. Hy vọng ai đó sẽ sớm tìm được em đường hạnh phúc. Em có cảm nhận gì về anh không? Có... Dạ em thấy anh là hiền lành, suy nghĩ chững chạc. Trước khi tâm sự anh riêng thấy vậy. Thì mình ăn cái đã rồi tôi đi chỗ khác cho hai người ngồi đây tâm sự. Chưa gì hết trơn, giống như mà trực chào chờ mấy chục năm để được gặp nhau rồi đó. Bây giờ nè, mời các em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Ăn Kho rồi từ từ chúng ta tâm sự nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng tên gọi là đầu thăn ngoại bò nướng dùng với kèm khoai tây nghiền, rau xào theo mùa với sốt tiêu xanh rất là đặc biệt của nhà hàng Ăn Kho nha. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau.
Hiện tại em đang làm ở đâu đây? Dạ, em làm ở gần nhà. Anh đã bao giờ ghé Đắk Nông chưa ạ? Tức là khoảng nửa năm gần đây là anh đã từng ghé. Dạ, mình bên có công việc gì không ạ? Đi đám cưới của người quen bên đó. Còn em đã tới Jilin khi nào chưa em? Dạ, có một lần nhưng mà hồi bé xíu nên em cũng không có ấn tượng gì nữa. Anh thì ở Jilin thì ở giữa Bảo Lộc với lại Đà Lạt. Hy vọng một dịp nào đó gần đây thì có thể cùng em đi lên qua bên anh chơi, rồi anh sẽ dẫn em đi Đà Lạt. Dạ. Bây giờ là hiện tại là em nhà em là chỉ còn mình em là chưa lập gia đình thôi đúng không? Dạ, em còn một anh trai nữa. À, còn một anh trai nữa. Anh có dự định là nếu như mà có nên riêng á thì mình khi nào không ạ? Thì anh nghĩ là trong khoảng quen được tìm hiểu là cỡ khoảng một năm. Còn em thì sao? Ở tầm tuổi này thì em cũng muốn là có một xác định rõ ràng á. Thanh xuân thì cũng không có nhiều lần nữa. Thời gian thì cứ trôi đi và tuổi xuân lại cứ thế kéo theo. Em cũng mong là có thể là tầm 1 năm hoặc thì có thể tiến tới. Dạ, nãy giờ nói chuyện anh cảm thấy em như thế nào ạ? Khá là trung tâm lý, biết quan tâm đến mọi người. Nhưng mà chắc có thể là do cái duyên của anh nó bị tắc đường hay sao nên đến bây giờ anh cũng vẫn chưa tìm được người mình thương. Hy vọng là con đường đó nó sẽ không bị tắc nữa. Không. Anh hy vọng sau chương trình này thì nó cũng sẽ được khai thông cái tình duyên giữa anh và em. Mẹ em vẫn khỏe chứ? Dạ, mẹ em cũng khỏe ạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 57 ạ. Nói chung là mẹ anh thì cũng hơi lớn tuổi rồi. Nên cái điều anh cũng gọi là băn khoăn nhất bây giờ là mẹ anh lớn tuổi mà anh thì cũng chưa có ổn định ấy. Tại vì mẹ anh năm nay thì cũng 71 tuổi rồi. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Có nhiều điều lắm, nhưng mà có khi là... Chưa nghĩ ra đúng không? Dạ. Rồi em có bình thường em có sở thích đi du lịch hay gì không em? Ở công ty thì cũng lâu lâu có đi du lịch. Em thường hay thích đi biển. Anh có hay đi biển chưa? Ít đi bởi vì không có người đi cùng anh. Ít đi bởi vì không có người đi cùng anh. Nên là nếu được thì anh hy vọng sau chương trình này thì một thời gian nào đó hợp lý anh và em cũng có thể đi du lịch biển như em nói chẳng hạn. Dạ, nếu như mà có duyên thì sẽ có dịp. Cặp này lanh quá, làm như không cần MC luôn á. Ăn cũng ngon mà nhanh mà tâm sự cũng nhanh nữa. Nãy giờ cũng biết mình hỏi được nhau về cái có xin được cái lịch hẹn hò với nhau chưa? Nếu được thì sau khi bấm nút thì em với bạn có thể đi chơi ngay. Đi chơi ngay thành phố Hồ Chí Minh trước đúng không? Lâu lâu mới có dịp xuống núi. Tháp tùng nhau mình đi chơi rồi từ từ ổn rồi mình mới nắm tay nhau lên núi. Chị thấy ý đó được á. Dạ. Trong đi sao? Thì để sau chương trình mình đi. Trời ơi, đúng là thằng con gái mà mới gặp hỏi gì người ta cũng ngại. Thôi bây giờ hát hò văn nghệ nè, giao lưu chút cho nó vui đi. Hôm nay đến với chương trình này thì em cũng gửi tặng bạn chơi một ca khúc là Vì Yêu Anh Sẽ. Rồi, mời em. Xuân đang qua lại một năm nữa, bao lâu chưa được cầm tay ai, nhìn người ta có đôi có cặp, còn riêng tôi đã bao mùa trắng với cô đơn. Anh không mong gì nhiều hơn có em baby. Muốn nắm lấy tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao, ngước lên trên trời cao là trái tim thật to, anh muốn vẽ lên bầu trời. Yêu em yêu. Hay quá rồi, núi bên kia phát lại đi. Núi bên này hứng hơi không có lại. Đúng mà để chọn. Nhớ nha, ta quăng cái gì hứng cái nấy nha. Tôi làm chứng rồi đó, núi bên này hứng thôi đó. Mời hai bạn bóc mỗi người lá. Đọc lớn lên đi em, bạn nữ đọc trước. Ngày hôm thưa chuyện với bố mẹ nhà gái, gia đình bạn gái đòi sính lễ 200 triệu đồng tương ứng với 4 cây vàng. Nhưng con rể tương lai lại chỉ có 100 triệu. Nếu bạn là con rể tương lai, bạn sẽ thuyết phục gì để bố mẹ, bạn gái? Em sẽ nói là bố với mẹ vợ hãy cứ gả con gái cho con đi, cho con thiếu cái phần đó để sau này nói chung về là con sẽ kiếm nhiều hơn cái số đấy để chăm cho em được hạnh phúc, chứ không phải là chỉ là cái số tiền 200 hiện tại để lo cho em.
thì có thể đón được em về. Rồi bây giờ cái đó là câu hỏi chương trình và câu hỏi của tôi nè. Ví dụ trường hợp cụ thể mình, tại vì có nhiều ông bà cũng chơi ngặt lắm, nghĩa là cũng thích làm như vậy đó, đúng không? Người ta cũng có quyền mà, sinh con ra mang nặng đẻ đau mà gả con đi, sinh con gái là mất luôn, sinh con trai thì lời lắm, sinh con trai là nhà còn có thêm con dâu, mà sinh con gái ra là coi như nhà mất đứa con, đúng không? Nếu như thật sự và gái yêu cầu vậy đó thì em sẽ giải quyết như thế nào? Thực tế đúng con người em nha. Dạ, nếu mà nếu như trường hợp là em ở bên phía nhà gái như vậy thì em nghĩ là vì yêu thì em sẽ giống như bài hát em vừa hát thôi. Em có thắc mắc là tại sao người ta lại hỏi mình 200 triệu như vậy không? Em có cảm thấy khó chịu hay là em có cảm thấy mình bị lợi dụng, hay là em có cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường? Cái người em, cảm xúc em như thế nào? Em nghĩ là nói chung nếu như như vừa nãy nói thì em nghĩ là với số tiền đấy thì cũng có thể là nó sẽ hơi cao. Nhưng mà nếu mà như mà bên phía nhà gái kia mà người ta đưa một cái lý do khá là phù hợp với lại cái lời gọi đề nghị người ta đưa ra thì em nghĩ là em với bạn cũng yêu và tìm hiểu nhau rồi thì em nghĩ là em sẽ phải cố gắng để có thể gọi là tiến tới là đáp ứng được. Ừ. Rồi, ok, chúc mừng em. Tôi giá cho đòi 500 triệu. Rồi, mời em đọc câu hỏi của mình. À, tới phiên em, câu hỏi em đâu rồi, đọc lên. Hãy tựa lưng vào nhau cùng nắm tay. Sau đó, mỗi bạn nói một câu mật ngọt tặng cho nhau. Mời em bước qua đây. Thì cái này là phải khi nào mà thực sự có cảm xúc thì mới mật ngọt được. Chứ bây giờ thì em muốn nói gì em nói, còn ta mật ngọt kệ người ta. Bây giờ mình có phải đứng lên, xoay lưng vào nhau, dựa nhau, nắm tay nhau mới biết có cảm xúc hay không chứ. Nếu nó có điện xoay qua thì em nói là em muốn nói. Bây giờ tôi đổi lại, không phải nói là cộng mầm, mỗi người nói cho nhau một câu, ai muốn nói gì nói, cảm xúc của mình vậy thôi. Rồi mời em đứng lên. Nhìn lần đầu tiên nắm tay gái luôn, ai nói vậy? Rồi xoay lưng lại, lại dựa vào nhau, rồi mình nắm tay nhau đi hai bạn. 30 giây, rồi lúc đó mới xoay lại, mỗi người nói với nhau một câu. Rồi hết thời gian, quay lại đi hai em. Thay vì tặng em bông hồng không héo thì anh sẽ tặng em cả cuộc đời không phai. Ở trên núi đó. Còn em muốn nói gì với anh ấy không ngay từ lúc này? Dạ em sợ một bông hồng mà không héo thì nó giả tạo, mà cả cuộc đời thì em sợ không có bền vững. Anh có chắc chắn với cái lời nói đó không? Cái lời nói như hôm nay thì anh và em, như em nói là nói chung anh và em cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nên là anh nghĩ là để coi như lời nói đấy nó thành hiện thực thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nữa. Chứ nếu mà ngay như hôm nay mà đây là do chương trình đưa ra nên anh nói như vậy, còn nếu mà thực sự nếu mà mới gặp nhau mà để nói chính xác mà như thế thì anh nghĩ là tất cả đều là nói xạo ấy, nên anh nghĩ là phải cho nhau thời gian để tìm hiểu thêm. Rồi về đây, về chỗ ngồi. Hôm nay em đi với ai? Có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn của em ở trên Sài Gòn. À, bạn Sài Gòn chứ không phải bạn trên núi hả? Tức là ở dưới quê nhưng mà bây giờ xuống làm núi lâu rồi. Dạ. Rồi, mời mời em trai vô đây, mình hỏi thăm vài câu nè. Rồi hôm nay sao mình đi lẻ loi hả? Trên núi xuống mình hả? Dạ không, em đi với chị gái em ạ. Chị ruột? Dạ, chị ruột. Ồ, từ trên kia xuống luôn? Dạ đúng rồi. Ồ, vậy mời chị gái vô luôn. Chị ruột này chị thứ mấy? Dạ, chị thứ hai. Chị thứ hai. Rồi, chào chị. Ngày hôm nay số hai chị em xuống đây mệt không? Dạ mệt. Mệt, mệt nhưng mà cũng phải tươi lên nha. Say xe rồi. Hôm nay nãy giờ nghe hai em nói chuyện với nhau thì chị có cảm nhận như thế nào? Xin chào chị Cát Tường. Rồi. Sau khi mà nghe hai em nói chuyện thì em có đánh giá về bạn trai thì bạn trai là rất là thẳng thắn. Nói chung là nhanh nhẹn, là hòa đồng, rất là hòa đồng ạ. Ừ. Dạ. Em thì có suy nghĩ như vậy, còn bé nhà em thì ở nhà thì rất là ít nói. Ít nói mà lại nói là rất là nhỏ, chỉ được cái là hiền lành. Nhưng ngược lại á, khi nào quả mà nóng tính lên thì cũng không phải vừa đâu nha. Ghê vậy đó hả? Còn bên đây em. Dạ. Chào chị Cát Tường. Rồi nãy giờ lắng nghe câu chuyện hai bạn này thì em thấy sao? Kia. Thì em đến đây thì như Phong nhờ em đây là trong bài lời khuyên. Thì theo em thấy thì bạn nữ bên kia cũng khá được. Còn Phong thì là một người khá
vui vẻ và nói chung là có sự định hướng cho công việc và nó định hướng tương lai. Nên là em nghĩ là hai bạn cũng hợp nhau. Nên là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới xa hơn. Không có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa khai không? Không có nhiều lắm. Ví dụ cái nào xấu xấu của bạn mà em biết coi. Nói chung là hơi Phong hơi trang trích bản thân thôi. Chứ bản thân tốt mà, có gì đâu xấu. Trời ơi. Thôi bây giờ mỗi người cho bạn mình một lời khuyên đi. Để trước khi người ta chốt là người ta quyết định là có bấm nút hay không nè. Giờ chị nói gì với em gái trước đi nè. Theo chị nhận xét thì bạn Phong ạ, chung là ngoại hình là điển trai này, là hòa nhã nó kỹ càng, kỹ tính, nói chung là chị thấy là rất là hợp. Theo chị là chị khuyên em là nên bấm nút. Đó, chị khuyên vậy. Rồi em đây khuyên bạn mình sao nè. Theo mình thấy thì bạn nữ kia cũng được, ở thì cũng gần với mình, cũng trên Đắk Nông, nói chung là cũng cùng có hoàn cảnh sống. Nên là mình nghĩ là hai bạn nên có thể tiến tới tìm hiểu. Rồi, cảm ơn trời chia sẻ của chị nha. Cảm ơn em luôn. Hai bạn còn muốn hỏi nhau cái điều gì nữa không trước khi đưa ra quyết định bấm nút với nhau? Một cơ hội cuối cùng 30 giây dành cho hai bạn. Nếu ai muốn hỏi gì nữa thì hỏi. Hả? Để sau nút bấm đi chị. Để sau nút bấm ha. Bấm rồi mới có nhiều chuyện để tâm sự đúng không? Không bấm là coi như là lẻ loi luôn phải không? Nhưng cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nói chung thì nó cũng khá là lẫn lộn và khó diễn tả. Mình có đạo gì, có tôn giáo gì không? Theo Công giáo. Em có đạo gì không? Dạ em không có theo đạo. Không có đạo gì hết trơn hả? Giờ theo, nếu lấy chồng theo đạo Công giáo luôn được không? Đạo nào cũng là để cho con người ta tốt lên thôi. Thì em cũng không quan điểm đạo giáo gì hết, nghĩa sao con người mình tốt là được. Rồi em còn muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Dạ chắc có lẽ để sau. Rồi vậy thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm quy tường nha. Nếu chúng ta cảm thấy là đối phương phù hợp, có cảm xúc, có tiềm năng, chúng ta hãy bấm nút và dành cho nhau cơ hội. Nếu cảm thấy là không phù hợp, tôi không có cảm xúc gì hết ha. Nãy có dựa lưng nắm tay mà cũng không có miếng điện nào truyền qua. Đó là tùy các bạn có nắm bắt cơ hội này hay không là do mình nha. Rồi nhắm mắt lại nè. 1 2 3. Hết thời gian. Và hai nửa trái tim đã sáng lên rồi. Mời hai em về đứng bên này nha. Đây là một phần quà dành tặng cho em để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Còn hồi đi xem phim cái đã ha. Rồi từ từ rồi mình hẹn hò tiếp những cái buổi hẹn hò tiếp theo. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Cho chị thấy cặp này đẹp đôi lắm á, hợp lý lắm đó. Chàng trai chân thành, cô gái nhẹ nhàng, dễ thương. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có đồng cảm xúc giống như Cát Tường hay không ? Hôm nay rất vui khi mà có nhiều cái sự trùng hợp giữa hai bạn trẻ này ha. Thì hy vọng rằng với những cái sự tương đồng đầu tiên đó sẽ giúp cho các bạn có một cái tiền đề để tìm hiểu nhau một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng báo tin vui cho chương trình. Thế bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé.